Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu với mức học phí siêu ưu đãi để cùng chị Hiên xử lý câu nghị luận xã hội thật đơn giản các bạn nhé. Hẹn gặp lại chúng mình tại khóa học nha. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu đề số 23 được trích trong sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Đề bài của chúng mình như sau: viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn "Nếu không học cách cúi đầu, không bao giờ bạn có thể ngẩng cao đầu". Và bài làm tham khảo như sau: tuổi thơ tôi gắn liền bên hình ảnh bông lúa vàng, những nhánh lúa chữ bông nghiêng mình không chỉ là hình ảnh nhắc nhở tôi về những nhọc nhằn của mẹ mà còn là bài học vô cùng đáng trân trọng trong cuộc đời. Đó là nếu không học cách cúi đầu, không bao giờ bạn có thể ngẩng cao đầu. Trích dẫn đem đến bài học về sự khiêm tốn hay chính là chữ nhẫn trong cuộc sống. Cúi đầu ở đây có thể hiểu là hành động thể hiện sự khiêm tốn, thái độ tôn trọng với người khác. Ngẩng cao đầu ở đây là tư thế thể hiện sự thành công trong công việc, có thể tự tin trước mọi người xung quanh. Trích dẫn này gửi gắm một thông điệp đáng trân trọng: nếu bạn muốn thành công, bạn luôn phải biết khiêm tốn. Đó không phải là sự kiêu căng, tự phụ, biết mình là ai, biết tôn trọng và nhún nhường người khác trước mọi việc. Trước cuộc sống nhiều biến động, khiêm tốn còn giúp ta có được sức mạnh, sự tự tin, lạc quan, cũng như làm phong phú thêm kiến thức, kinh nghiệm sống cho bản thân. Nếu bạn là người khiêm tốn, bạn sẽ biết nhường nhịn người khác, không bao giờ khoe khoang về những gì mình đang sở hữu, cũng không nên kiêu ngạo vì mình có khuôn mặt xinh, thân hình đẹp, giọng hát hay, mà hãy biết ơn vì những gì mình may mắn có được. Sống khiêm tốn, biết trân trọng người khác, được mọi người yêu quý, coi trọng, và đó là cách để nâng cao giá trị của bản thân. Khiêm tốn giúp chúng ta hiểu một điều: ta đã giỏi, ắt sẽ có người giỏi hơn ta, và từ đó bản thân sẽ hình thành chỉ tiến thủ, khả năng tự chủ cao, chiến thắng bản thân và đạt được những thành công trong cuộc sống. Thông điệp về lòng khiêm tốn khiến tôi nhớ về nhà bác học vĩ đại Einstein đã từng nói: tôi chỉ là người bình thường như bao người khác thôi, cũng sống và làm công việc mình yêu thích, sao lại gọi tôi là người nổi tiếng? Là một nhà bác học vĩ đại, nhưng ông luôn khiêm tốn trước lời khen ngợi tung hô của người khác và luôn coi mình giống mọi người bình thường, sống một cuộc sống giản dị. Bản thân tôi thêm một lần nữa tự nhìn lại chính mình, nhắc nhở bản thân dù trong hoàn cảnh nào cũng không được kiêu căng, tự phụ, luôn cúi đầu, tôi sẽ thấy được cả giá trị tri thức đang mở ra trước mắt mình. Bạn trẻ ơi, chỉ xin bạn mang theo điều này cho riêng mình, chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất cứ thứ gì. Rồi, vậy là chuyên mục audio lần này của chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong chuyên mục audio lần sau nhé. Bye bye!